quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, cấp ủy Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra hơn 1.000 đảng viên và trên 400 tổ chức đảng, phát hiện 76 đảng viên và 17 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện chính sách dân số, tiến hành giám sát gần 700 đảng viên và hơn 300 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật gần 180 đảng viên, một tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chỉ thị số 07 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, giúp các tổ chức đảng và đảng viên nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời uốn nắn những lệch lạc để các đơn vị được kiểm tra điều chỉnh. Bên cạnh đó, đã phát hiện xem xét xử lý các trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, giữ vững kỷ cương trong đảng. Góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như ổn định tình hình chính trị địa phương, đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong 6 tháng đầu năm nay. Những kết quả đó không chỉ giữ vững nguyên tắc kỷ cương kỷ luật của đảng, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Về một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần xây dựng chương trình hành động thực hiện chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị địa phương mình, gắn việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp với việc tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp tục thực hiện phương thức đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức công tác kiểm tra các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra, theo đó thì các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần bám sát thực tiễn, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan, nhất là cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra, các cơ quan tố tụng, tôn trọng rồi lắng nghe các ý kiến phản ánh của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong việc xác định nội dung rồi đối tượng kiểm tra, giám sát phù hợp, bảo đảm nó có trọng tâm, trọng điểm và tránh giàn trải. Đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm, những vấn đề nổi cộm bức xúc mà nhân dân, cán bộ, đảng viên hết sức quan tâm, và tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy chế làm việc, quy định, điều lệ đảng đi đối với việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các đối tượng kiểm tra, giám sát. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp qua kiểm tra, giám sát phải kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng nguyên tắc các vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước để đảm bảo tính răn đe, cảnh tỉnh và giác ngộ, gắn xử lý kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính, kiên quyết chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện dấu hiệu hình sự.